Bí quyết để học đàn piano mang lại hiệu quả cao nhất. Để trả lời được câu hỏi học đàn piano trong bao lâu, chính xác nhất quả thật không dễ dàng gì. Để có được câu trả lời chính xác nhất, bạn cần có bí quyết học tập và sự chăm chỉ luyện tập đàn. Nhằm giúp bạn có thể rút ngắn được thời gian học đàn piano, dưới đây Trung tâm Âm nhạc Apponia sẽ bật mí những cách học đàn piano mang lại hiệu quả cao nhất. Chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Muốn thành công trong bất kỳ một công việc nào, chúng ta cần phải chăm chỉ luyện tập, bỏ thời gian và công sức vào đó. Học đàn piano cũng vậy, nếu bạn chỉ có sự yêu thích, có lòng đam mê âm nhạc, nhưng không dành thời gian và công sức để tập đàn mỗi ngày, thì dù bạn có học 10 năm cũng không mang lại kết quả tốt. Học đàn piano không giống như việc học chữ, nếu ngày hôm nay không học thì ngày mai có thể học bù. Học đàn là một quá trình cần sự rèn luyện tích cực mỗi ngày. Kể cả người có năng khiếu thiên bẩm thì cũng phải mất thời gian luyện tập mới chơi đàn giỏi được. Bạn hãy tập cho mình thói quen luyện tập đàn ít nhất 30 phút mỗi ngày, hoặc tập đàn vào bất kể thời gian nào rảnh rỗi. Quá trình tập luyện sẽ giúp cho bạn có thể rèn luyện được ngón và nâng cao sự cảm thụ âm nhạc lên. Học đàn piano theo bài bản ngay từ ban đầu. Nếu bạn xác định học đàn piano để theo con đường chuyên nghiệp, thì nên học bài bản theo giáo trình. Học tại các trường âm nhạc chuyên biệt hoặc các trung tâm âm nhạc có thầy cô giáo dạy. Học bài bản sẽ có từng bước tiến chậm qua từng giai đoạn như tư thế ngồi đàn, cách đặt tay lên bàn phím, các nốt nhạc, hợp âm, cách dầm pedal. Tất cả những kỹ năng cần thiết này sẽ giúp bạn hoàn thiện đáng kể các kỹ năng chơi đàn. Khi thành thạo các bước đầu, bạn sẽ có thể chơi đàn một cách thực thụ mà không sợ bị xia kỹ thuật chơi. Để học bài bản, bạn sẽ mất thời gian vài tháng để làm quen với đàn, sau đó sẽ rèn luyện những bước tiếp theo để có sự hoàn thiện trong từng bản nhạc. Học bài bản, bạn sẽ mất một năm luyện tập mới có thể chơi được nhiều bản nhạc đơn giản, đọc và hiểu các xiết nhạc. Học 2 năm thì bạn có thể biểu diễn trước nhiều người, học 5 năm có thể đứng trên một cương vị khác là thầy hoặc cô dạy cho người khác. Còn nếu học trong thời gian 10 năm, hoặc hơn, bạn sẽ là một nghệ sĩ piano thực thụ với niềm đam mê cháy bỏng. Chọn học những bản nhạc ngắn. Để việc học đàn của bạn trở nên vui vẻ, có nhiều hứng thú hơn trong quá trình học tập, bạn hãy luyện tập đàn trên những bản nhạc ngắn, có tiết tấu đơn giản. Điều này sẽ giúp kích thích niềm đam mê học đàn tốt hơn, giúp bạn cảm thấy học đàn piano không hề khó như mình nghĩ. Khi đã chinh phục được những bản nhạc ngắn, bạn sẽ có thêm động lực để thử sức với những bản nhạc dài khó hơn rất nhiều. Dành thời gian nghe các tác phẩm âm nhạc. Mỗi ngày bạn hãy để dành ra ít nhất 30 phút để nghe những tác phẩm âm nhạc mà mình yêu thích. Từ đó sẽ giúp cho bạn cảm thụ được giai điệu, âm thanh tốt hơn rất nhiều. Nghe nhiều cũng giúp bạn nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc lên, giúp bạn có thời gian học đàn nhanh hơn.